Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin dự báo thời tiết ngày 12 tháng 9. Đầu tiên là cập nhật mới nhất về cơn bão số 5. Thưa quý vị và các bạn, sau khi tiến gần đất liền, bão số 5 đã có dấu hiệu suy yếu. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão giảm xuống cấp 8, tức là từ 60 đến 75 km/h từ cấp 10. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên, khoảng 100 km tính từ tâm bão. Dự báo trong sáng nay thì áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được từ 5 đến 10 km, đi vào đất liền khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Ngãi. Đến 7 giờ ngày 12 tháng 9, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 15,5 độ vĩ Bắc, 107,9 độ kinh Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, tức là từ 40 đến 50 km/h từ cấp 8. Dự báo trong 12 đến 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được từ 5 đến 10 km và suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực Nam Lào. Vùng nguy hiểm trên biển trong 22 giờ tới, gió mạnh từ cấp 6 giật từ cấp 8 trở lên, từ vĩ tuyến 14 đến 17 độ vĩ Bắc, phía tây kinh tuyến 110,5 độ kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn. Ở vùng biển từ Quảng Trị tới Quảng Ngãi, bao gồm các huyện đảo Lý Sơn, Cồn Cỏ, Cù Lao Chàm, có gió mạnh cấp 7 giật cấp 8 giật cấp 10, sóng biển cao từ 4 đến 5 mét, biển động rất mạnh. Ngoài ra do ảnh hưởng của gió mùa tây nam hoạt động mạnh nên khu vực Nam Biển Đông, bao gồm quần đảo Trường Sa, vùng biển từ Bình Thuận tới Cà Mau có gió tây nam mạnh cấp 6, có lúc cấp 7 giật cấp 8, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét, biển động. Cảnh báo gió mạnh trên đất liền. Do ảnh hưởng của bão, vùng ven biển của khu vực từ Quảng Trị đến Quảng Nam có gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 9. Khu vực sâu trong đất liền các tỉnh trên có góc mặt, gió mạnh cấp 7. Về tình hình mưa, dự báo từ nay đến ngày 13 tháng 9, ở các tỉnh từ Quảng Trị tới Quảng Ngãi sẽ có mưa to đến rất to. Ở khu vực Bắc Trung Bộ, các tỉnh từ Quảng Bình trở ra đến Thanh Hóa có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to. Còn các tỉnh từ Bình Định, Kon Tum và Gia Lai trong ngày hôm nay sẽ có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to, với lượng mưa phổ biến từ 50-80mm một đợt, có nơi trên 100mm. Đỉnh lũ trên các sông ở Quảng Nam, Quảng Ngãi, Kon Tum ở mức báo động 1 và trên báo động 1. Các sông từ Hà Tĩnh đến Huế lên mức báo động 1 đến báo động 2 và trên báo động 2. Nguy cơ ngập lụt tại 4 huyện ở các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi. Một số khu vực có thể xảy ra nguy cơ ngập úng cục bộ, tập trung vào thành phố Huế, Tam Kỳ, Hội An, Đà Nẵng. Một số huyện ở Quảng Trị, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Kon Tum có nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất. Sẽ có mưa kéo dài nên nhiệt độ trong ngày ở khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên không cao, hầu hết đều phổ biến trong ngưỡng từ 26 tới 29 độ. Ở phía Nam, khu vực Nam Bộ không chịu tác động trực tiếp của hoàn lưu bão số 5, nhưng ở phía Nam, gió mùa Tây Nam vẫn đang hoạt động với cường độ mạnh. Vì thế trong chiều và tối nay, ở Nam Bộ vẫn có mưa nhiều nơi, cục bộ sẽ có những nơi có điểm mưa to với lượng mưa từ 20 cho tới 40mm trong vòng 24 giờ, có nơi trên 60mm trong vòng 24 giờ. Mưa rông xuất hiện nhiều trong ngày, khiến cho nền nhiệt tại đây cũng chỉ dao động trong ngưỡng từ 30-32 độ, trời mát. Chỉ có Bắc Bộ trong ngày hôm nay, do chưa chịu ảnh hưởng của hoàn lưu mây, nên hôm nay trời vẫn có nắng mạnh và nền nhiệt phổ biến trong ngưỡng từ 33-35 độ, cục bộ sẽ có nơi có cao hơn, trời sẽ xảy ra tình trạng nắng nóng cục bộ. Sau đó, theo dự báo từ đêm mai, thời tiết tại các tỉnh Bắc Bộ sẽ có sự thay đổi, trời chuyển nhiều mây hơn, mưa sẽ có sự gia tăng trở lại trên khu vực